Hôm nay em đóng hàng cái bộ đồng hồ to bóp chục máy cho anh Trung. Này, bộ đồng hồ to bóp chục máy hiệu Mercer chính hãng Made in England. Này, cái hộp của nó đúng kiểu xuất xứ của anh, nằm trong một cái hộp gỗ. Này, model là THM865E. Đây là cái đồng hồ của nó này, nhỏ. Trên đồng hồ có khắc số 22 18 FB, số seri. Mặt đồng hồ là 42 ly. Nè, 42 ly, nhỏ xíu rồi xem. Đâu, nhấn xuống thử. Thử sao à. Hôm nay có những cái tay mình có thể nói được. Trên cái tay nó có ghi. Cái này là đã là 2 inch 51 ly. Và cái đoạn này nè, cái đoạn này là 51 ly. Nó tính là 7 inch, tại vì là nó của anh đó. Nè, 51 ly. Ở đây em thấy không? Đó, 2 inch 51 ly ha. Nó tính theo cái hệ anh. Đó. Nè, cái này mà là 2 inch 51 ly, còn cái đoạn này là 3 inch 76 ly. Hôm bữa em coi là ngắn nhất là 65 ly, đến hình như khoảng 300 mấy, 400, nối hết luôn là khoảng 400. Giờ em tiến hành đóng hàng luôn cho anh ha. Này, giờ em tiến hành đóng hàng luôn. Đây, giờ em tiến hành em đóng lại nha. Kiếm anh kiếm bằng keo vàng anh.
giờ em tiến hành rửa chân luôn nha.